nhanh vậy? À, chơi tôi chơi bây giờ. Anh ta kìa, anh ta kìa, anh ta kìa. Đang say mèo đó. Anh bị bậy đã chết đó. Nó biết gì đó anh. Tại anh luôn. Chứ lúc này cũng chạy góc góc không không mất đâu. Trời ơi, bớt lực luôn này, nó đang to. Rồi, để trang cấp tiếp rồi. Ok, đi theo mình. Nó hết cây của em rồi. Nó gạo ra hết cây rồi. Trong cái bã bùng nó hơi bụi nữa. Này lát hôm nay quạt em nhá, nóng về nóng. Đâu à, chạy ra rồi hả? Khôn vậy. Đâu, chạy 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 đang chạy vô trong cái cửa cửa bên ngoài mình. Khôn nhở. Đây này, ra góc rồi nè. Từ từ dồn dồn ở góc rồi từ. Đi lốc tay à. Chú lại, chú lại, chú lại. Cái khe này, khe này ở trong khe rồi. Trong khe này là sao vậy? Thế nhảy nhảy lên được mình nhờ. Ừ, nhảy nhảy nó được hả? Nhảy lên mình lắm. Thấy không này? Trong khe đó rồi, mình không thấy đâu nữa, không biết. Ở tình. Cái tình tối là khỏi thấy không? Không có nó ở đây. Chạy trong khe đấy mà, không thấy vậy không biết sau đó chạy đâu nữa. Thở mà, bất thở. Anh từ từ thôi, định nhanh vậy. Từ từ nha, từ từ nha. Anh đứng đây, anh đứng bên kia, đứng bên này. À, chết bây giờ. Lúc gì ai để đây nhở? Không biết nữa. Sao rồi? Chỉ cần nó thụt, bị sụp xuống thôi nha. Đu, nhanh vậy. Thôi tự nhiên. À, chơi tôi chơi bây giờ.
Anh tự nhiên anh cầm anh đỡ cái người đó nữa, anh đừng cầm người đó tay nữa. Anh làm cái giỏi đó. Quậy quá. Thấy như vậy là bắt tao này một tiếng hồ bắt được luôn mà. Anh từ từ em mở cho. Đây đây đây. Rồi, sáng rồi đó đi hả? Đây, 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 em cầm cái để đâu đây? Chú mày đang kêu rồi, kệ nó đi. Thôi nè, cầm lên đi. Nó sợ. Tất nhiên mới chụp với em. Thôi, mày kiếm gì còn rồi thôi. Nhảy đã, nhảy được hả không? Nhảy cao luôn đó. Minh ơi. Vậy. Thế à? À, tao nói phải lấy nước sạch cho nó đó Minh ơi. Vậy. Mỗi ngày phải thay nước cho nó nữa chứ không phải nước uống á. Nó kêu mà tao phải kêu cho nó uống nước sạch chứ không ấy. Thì thay nước thật thay cái ở cho nó. Hay là mua cái lại bình nước mà nó tự mút luôn á, mấy cái bình của mấy con hamster. Không thì tao kêu vậy mà, nó bình nó sạch thôi. Ok. Tao không phải để. Tao nha. Ok.